quá xót xa với hoàn cảnh của em Trâm, 23 tuổi đã có 3 đứa con, một đứa lớn 9 tuổi, một đứa nhỏ 3 tuổi và một đứa trong bụng. Và xót xa hơn, khi người chồng em biết có đứa thứ 3 thì đã bỏ đi, bỏ lại ba mẹ con em sống trong cảnh khó khăn. Mong mạnh thường quân giúp đỡ cho em vượt qua khó khăn này. Rồi anh chào em gái nha. Thì hôm nay đó là em cũng có liên hệ với mấy anh đó. Chia sẻ về cái câu chuyện của em đó, thì anh thấy em là cũng như là đang mang bầu nè. Thì trước tiên thì cho anh hỏi là mình tên gì em? Dạ em tên Mai Trâm. Tên Mai Trâm ha. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 2/1, em 23 tuổi. 23 tuổi ha. Dạ. Rồi cho anh hỏi coi là em mang thai này được bao lâu rồi? Dạ 32 tuần. 32 tuần rồi ha. Dạ. 32 tuần là 7 tháng mấy rồi đó hả? Dạ. Rồi hôm nay là em cũng liên hệ với mấy anh em đến đây cũng như là chia sẻ cái câu chuyện của em ra là như thế nào, em có thể là kể cho anh nghe không? Dạ, em nhiều hoàn cảnh khổ, em muốn nhờ anh Mạnh Quân giúp đỡ em để em có tiền để sanh, sửa tả sửa cho con em. Còn hai thằng con nhà, thằng 8 tuổi, 9 tuổi và thằng 3 tuổi. 9 tuổi và 3 tuổi nữa? Dạ. À, có nghĩa là em có hai người con ở nhà nữa? Dạ, hai đời chồng. À, em hai đời chồng? Em đứa con 9 tuổi thì em bị vũ. Đứa con 3 tuổi thì em ở với ba bé này. Có nghĩa là hiện nay là em đang sống với ai? Em sống với mẹ em. Với mẹ, rồi ba của đứa bé này đâu? Dạ bỏ em 1 tháng 2 ngày lúc em mang bầu bé này. Có nghĩa là khi mà em mang bầu 1 tháng 2 ngày là ba của bé cũng bỏ đi luôn. Dạ. Có nghĩa là ở với em có đứa thứ nhất, là bây giờ là có đứa thứ hai. Rồi khi mà em đó mang bầu là khoảng 1 tháng 2 ngày là chồng em bỏ đi nữa. Dạ. Rồi tới bây giờ là chồng em không có liên hệ với em hả? Dạ không, anh có vợ bé. Anh có vợ khác nữa hả? Dạ. Rồi trong thời gian mà hai người ở với nhau đó thì có hạnh phúc không em? Bé đầu tiên á thì cũng như là bình thường, như bình thường xong. Bé thứ hai này thì em không biết, như là anh sao thì em không biết, như là anh bỏ em, anh đem người ta. Rồi hiện nay đó thì em nói là em ở với mẹ đó, là mình ở nhà hay là ở đâu? Em muốn nhà trọ, mẹ muốn nhà trọ. Em muốn nhà trọ ha. Dạ. Rồi quê mình đâu? Dạ quê em ở Hồng Ngự. Hồng Ngự? Dạ. Là ở đó mình có nhà không hay là sao? Dạ, ở nhà đậu của ngoại á. Ở nhà đậu của ngoại nữa ha. Dạ. Rồi ba em đâu? Ba em ở Hồng Ngự luôn. Ba đã Hồng Ngự rồi. Hiện nay là ba với mẹ là mỗi người ở nơi hay sao? Ba mẹ thôi, lúc em được ra năm nay 23 tuổi là ba mẹ thôi, 23 năm. Có nghĩa là bây giờ hiện nay là ba với mẹ thì cũng đã thôi rồi. Dạ. Em thì em đi theo mẹ. Dạ. Đó thì hiện nay là hai mẹ con đang ở nhà trọ. Dạ. Rồi mẹ em, công việc của mẹ em là gì? Mẹ em đi bán vé số. Mẹ nó bán vé số hả? Dạ. Hình như là thấy em đau quá không? Nó đạp. Có đạp ha. Là có siêu âm chưa? Dạ, trai. Trai ha. Rồi em như vậy đó thì em đâu có làm gì được đâu đúng không? Rồi mẹ đi bán vé số, rồi nuôi hai đứa con của em nữa. Rồi bây giờ là em là mang bầu 7 tháng mấy nữa. Rồi hôm nay là em nhờ tụi anh đến là cũng như là chia sẻ, mong là giúp đỡ cho em để mà có tiền sanh đẻ. Dạ. Cho anh hỏi nè, em như vậy là mình hy sinh một ngày được bao nhiêu tiền? Dạ, nhầm ghi hơn thì được 200-300 ngàn, 400-500 không chừng. Còn ngày ghi mà không được thì em xin được 200-300, mệt quá em đi về để đủ tiền để buôn chảy hàng ngày để sống. Rồi bây giờ là cái thời gian em đi sinh này là mình có được dư mớ nào để mà mua những đồ vật dụng để chuẩn bị sinh không? Dạ chưa ạ, em chỉ là xin ngày nào đủ ăn ngày đó để giúp đỡ trong gia đình thôi. Tội quá trời luôn. Rồi chồng sao của em đó là khi mà đi tới giờ là có liên lạc lại với mấy mẹ con không? Dạ. Dạ có liên về hỏi thăm nhưng em không bắt máy, như là em muốn tôi quên luôn để em tự em trí óc của em để lo cho con em. À, có nghĩa là hiện nay là em đi sinh ha. Dạ. Còn cái vấn đề cái người chồng em bỏ đi thì em giờ em không muốn liên hệ nữa. Dạ. Rồi ví dụ như lỡ gì sau này rồi khi mà em sanh đó rồi chồng em quay về thì em có cho quay về không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Lý do sao em không cho chồng về thì trong lúc mình gần sinh nở đó? Dạ, nói chung là lúc em mang bầu người ta sẽ bỏ em, con sẽ sợ khi em đau đớn những ngày, những đêm. Không qua bên cạnh chỉ có mẹ thôi.
Bây giờ cho anh hỏi nè, em nói là thời gian này mình xin chỉ đủ trang trải của mấy mẹ con sống thôi, rồi chưa có mua được cái vật dụng để mà sinh nở hả? Dạ đúng. Thì em có thể em tính khoảng mà tiền mà mình mua những khoản đó là mua cái gì, món gì và giá bao nhiêu tiền không? Dạ anh, bây giờ nếu như tính thì em tính cũng ra, tại vì đồ nó mất càng ngày càng mất, em đâu có biết được giá làm sao. Có phải em đi phải đi hỏi người ta em mới nói với anh rồi. Thì ra mình nghĩ chắc cũng số tiền cũng không có nhỏ à, cũng khoảng cả chục triệu á. Bây giờ trước mắt là những cái vấn đề mà cho những cái người phụ nữ mà chuẩn bị sanh á thì nó rất là nhiều cái chi phí lắm, nó có rất là nhiều nữa. Rồi bên cạnh đó rồi quần áo rồi sữa tã này kia. Đó thì trước tiên là những cái vật dụng đó là mình phải chuẩn bị trước, là khi mà chuẩn bị sanh đó là phải có trước nữa. Rồi do đó cái vấn đề là những cái chi phí mà trong bệnh viện nữa, em có thẻ bảo hiểm không? Dạ em không có gì hết, em không có thẻ bảo hiểm thôi. Không có bảo hiểm luôn, em làm lại. Vậy là nặng tiền lắm chứ mất đâu. Bây giờ là bữa nay là 7 tháng mấy hả? Dạ em nói chung là còn khoảng từ tháng rưỡi nữa đâu lận. Tôi cho là 1 tháng rưỡi đi ha. Dạ. Tháng rưỡi nữa rồi làm gì mình có số tiền 5-7 triệu để mà mua đồ để mà sinh nở đây. Em có tin là dành, nếu mà nếu có ít đời món đồ nào rẻ rẻ thì em có thể là 70-80 hoặc 100 đâu lợi em có thể mua được cho con em, còn cao quá thì em không khả năng, tại vì em còn con nhỏ nữa chứ còn lớn nữa. À, cho anh hỏi nè, giống như là chồng em đó, chồng sau này đó, dạ, là khi mà ở với em có được cái đứa đầu đó, tại sao lúc đó không bỏ đi mà bây giờ lại bỏ? Em cũng không, đi là lúc trước ngay chồng đi ghe, ghe cũng có tiền dữ lắm luôn, rồi thì anh ăn chơi, nói chung là anh ăn chơi mua này kia, em không biết anh chơi cái gì này, em không biết nha, em chỉ biết anh đi nhậu này kia, em thấy anh đi nhậu là tỉnh, mua này kia rồi anh đi, em đâu có nghĩ là anh đi là anh nhậu anh rồi anh ngủ nhà anh nắng bạn anh này kia mà giúp bột bể ra thì anh chở nhỏ nó ngang nhà luôn ngang mặt. Và trong khi em ăn bầu em chỉ nghĩ là nói chung là bây giờ em muốn có nhiều lúc là em suy nghĩ cũng như là em không muốn ở với chồng nữa ha. Nói chung là thấy người ta bỏ em vậy đó, nghĩ quẩn ha. Dạ và em phải kiềm chế, em mới nếu như mà như vậy thì con em sau này ai lo, không cha không mẹ nữa, thì cuộc sống sẽ như thế nào, nên em mới nghĩ lại những đứa con em bị mất, nói chung là mất tình thương của cha rồi, nên không muốn để nó mất tình thương của mẹ nữa. Nói chung bây giờ em cũng phải cố gắng lên đi, cái vấn đề hiện nay đó em phải giữ cho cái tinh thần của mình nó ổn định, phải không? Tại vì em đang mang bầu nữa, mất công ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Dạ. Còn cái vấn đề mà chồng em đó thì mình bỏ qua bên đi, mình đừng có suy nghĩ nữa ha. Dạ, em không có chung là em chưa giờ, em chỉ biết là em lo cho con em, hai đứa con em như thế này thôi. Còn mạnh nay là họ em cũng là em coi như là người dân luôn á, thật sự. Mới mất mà tới về mà thăm con em mà không về em cho bước vào nhà, không đi thăm luôn. Trước khi mà em mang thai đó thì công việc cái lúc trước em làm gì? Em đi làm về da. Về da hay cũng là công ty bình thường ha. Dạ. Là từ khi mà chồng của em bỏ đi đó là lúc đó là em mới bế tắc rồi em mới đi sinh đấy ha. Dạ. Nói chung là hết đường, nói chung là không ai mướn em gì nữa. Người ta thấy bụng mình quá mướn. Nói chung là đổ bể người ta. Nói chung là đủ thứ anh ơi. Rồi em người ta thấy mình có bầu bự vậy, người ta không có mướn ha. Em mới tự nghĩ là giờ nếu như mẹ em ở nhà hoài, em báo mẹ em hoài, mẹ em báo ngày có 120-130 vé số mà. Tiền trọ, tiền tả của con em, lúc nào ăn uống của em, cái chi phí của em đủ thứ. Lúc nãy em nói là mình quê ở Đồng Tháp hả? Dạ, không ngờ. Sinh nở này em có về Đồng Tháp hay là ở đây? Dạ, em sinh ở Bình Thuận lớn, em sợ lỡ chụp có gì, tại em bị thận đuối nước, em mới kêu ông mẹ nói em bị thận đuối nước. Trời ơi, gì bị thận gì nữa? Thận có nước hả? Dạ, Y2 hay gì á. Tại em có đang uống cái này không? Thì hôm nay là mấy anh em cũng gặp gỡ được em Trâm ha. Là cũng nhờ mấy anh em chia sẻ thì cái câu chuyện này không biết như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì thấy em ấy là đang mang bầu 7 tháng mấy đó cô chú anh chị. Đi ngoài đường rồi đi sinh. Bình thường một ngày là em sinh được khoảng bao nhiêu tiền? Nhiều quá là 300-350 đó là. Là em về, em mua đồ. Là em lội bộ hay sao? Hay là em đi xe? Bộ. Lội bộ. Với cái bầu vậy mà em đi lội bộ. Em đi lội bộ nói ra không ai tin, em lội bộ thiệt từ ở bên ngay chỗ ấp 2 em lội ra tới ngay chỗ cầu vượt luôn á. Đây tính là
nào một ngày em lội bộ mấy chục cây số? Em mấy chục cây em mấy chục cây em nhớ em biết. Trời ơi, mới 23 tuổi đó mà ba đứa con. Là chồng phải gì mà chồng ở lại mà để chồng lo. Tới ngày sinh nở này con chồng ngày con mang bầu á, con có nói với anh, con nằm đêm con nói với anh, nói nè anh ơi, bây giờ á anh không thương em, anh phải thương con của anh, đừng có bỏ ra đây. Con đang rơi sức sở khổ lắm, đành lòng nhẫn tâm cầm đi ghe mấy triệu bạc cầm đi chân không để cho em 1.000 luôn. Em đi lên bờ em chỉ còn được bộ đồ mà. Trời ơi, là người ta cho đồ này, người ta cho em ăn quá đau lòng. Thì anh em khi mà em điện cho mấy anh em ở đây để chia sẻ cái hoàn cảnh câu chuyện của mình lên á, thì cũng mong là cộng đồng cô chú anh chị đồng cảm với hoàn cảnh của em Trâm đi. Có gì liên lạc qua với mấy anh em, chứ thấy giờ mẹ thì trẻ mới 23 tuổi à, mà con thì hai đứa rồi, thêm một đứa là chuẩn bị chào đời nữa nè. Cuộc sống thì không có làm được, chỉ xin nhờ bà con những đồng tiền hàng ngày. Nhầm khi người ta kêu em đẻ là cho dù em có khổ cỡ nào, em bại liệt cỡ nào, em cũng không bao giờ ai mà không có em đi xin. Bây giờ trong cái video clip này nè, em có như nãy em nói là chồng em về thì em cũng không chấp nhận. Dạ. Nhưng mà em có cái lời là gửi gắm đến người chồng của mình khi mà trong lúc cái hoàn cảnh của em nó đã bế tắc như thế này không? Dạ. Em nó không muốn nhắc tới nó là em thế. Còn chàng nhắc là chàng suy nghĩ là tức đau lắm, không có tức nhưng mà đau, tội nghiệp cho con của mình thôi. Quá tội không bây giờ. Mong là chồng của em thấy được hình ảnh của em trên cộng đồng để mà có suy nghĩ nào đó để mà về hỗ trợ với vợ của mình. Nói chung là gần ngày sinh nở. Em muốn thật sự không, anh về em cũng không cần, em cũng không cho bước vô nhà một bước hay là đụng tới một cái miếng gì trong nhà anh thật sự. Anh nghĩ là lúc này em phải cần chồng em dùng cái tình thương nó không còn. Không anh, nói chung là người ta nó vụ vặt em từ lúc mà em ăn bầu ha. Nếu như mà một lần không mà thương em, có thể lo cho em từ anh giúp y gian đứa đầu đó, thằng không có thương em. Còn bây giờ buông ra chỉ nghĩ giờ gì người đó em không cần đâu. Ví dụ như giờ chồng em thấy được hình ảnh của em á trong thời điểm bây giờ đó, rồi chồng em về dù là lo cho em sanh nở xong rồi là em có đồng ý không? Sanh nở xong thôi chứ không quan trọng là chồng không, em ở lại. Không cần. Thà thiệt anh, em chấp nhận. Em đi tin mấy người ở trong bệnh viện, em lấy tiền đi để, không giờ em cần anh, số tiền của anh. Nói chung thì số tiền của anh em lấy đi, mà em lấy số tiền của anh sẽ nói em một đời của em sống vì tiền, em không cần đâu. Nói sao câu chuyện của vợ chồng của em Trâm này thì em nghĩ cũng có một cái gì đó nó ẩn khuất, thành ra khi nhắc đến chồng là em rất là có cái thái độ là tuổi phản ứng. Chứ mà cái lúc mà mang bầu tháng mấy đó rồi tới giờ cũng 7 tháng, cũng như là trong 6 tháng vừa qua thì có thể là em ấy đã chịu nhiều cái 4 tháng á, em bầu 4 tháng giữa mà là em bị thẳng cái nước, em tưởng đâu là em đi xanh luôn. Em nói là nằm tưởng đâu nằm chết không, chờ chết không. Mà mẹ em nói giờ mẹ em tới cầu cứu con, mẹ em trở đi bệnh viện thì ta nói là em bị thẳng cái nước, bị thẳng nhẹ. Sau này em lên em khám, ta nói mấy nước cái trái thẳng em ướt hết nguyên trái. Nhưng mà cái điều may mắn của em nhất bây giờ là được có mẹ ruột của em là cũng chung sống chung, người bán vé số và lo phụ cho em của mình. Nói chung là mẹ là không có giận em nữa, như là có giận mà cũng giận ít, chứ không như lúc trước mà em ở chồng. Giận là giận sao? Vì chia sẻ. Chồng em chửi mẹ em vậy đó. Rồi giờ mẹ em chỉ là giận là, nói chung là bỏ liều luôn, nếu như mẹ em ở lại chồng em là mẹ em bỏ liều. Mẹ em nói thẳng với mẹ một câu nè, mẹ con không ở nữa, con quyết tâm con, cuộc đời con. Thà con làm cái nghề gì đó con nuôi con bao giờ con ở với chồng con. Không để cho mẹ buồn nữa. Theo Nhanh nghĩ là mẹ của em giận chồng em thôi, chứ còn như em thời điểm bây giờ gần sinh nở rồi thì chắc dù sao thì cũng là con ruột của mình, mẹ em cũng bỏ qua rồi. Em sợ là mấy anh có gì mấy anh nói hồi chồng mấy anh nói tiếp em giùm, tại vì mẹ em giận dữ lắm. Là lời của mẹ em ra mẹ em nói là có thật. Đó thì chút xíu nữa anh em sẽ gặp mẹ của em, cũng như là bà ngoại của cái cháu này nãy mà cùng thuyết phục cái sự việc mà mẹ giận chồng của em để mà lo cho em sinh nở. Em chỉ cần mẹ, nói chung là em đẻ không, em chỉ cần mẹ em uống nhìn em hay là cử nhau cái là mọi chuyện em chắc là vui. Em thiệt, em chỉ cần anh nghĩ là mẹ nào cha nào cũng vậy, không có bỏ con ruột mình được đâu. Chỉ giận nói vậy thôi. Mẹ nói là
mẹ không bỏ, bây giờ em biết là mẹ không có bỏ thiệt. Thế nhưng mà mẹ em bỏ là mẹ em đâu có nuôi hai đứa con em tới giờ. Đúng rồi. Em chỉ nghĩ là một câu nè, bất kỳ ai cũng vậy chứ, không ai bằng cha mẹ bằng dòng họ ruột của mình hết. Có nghĩa là do hồi đó là mẹ dặn em là do là em không em nghe lời chồng mẹ. Em không phải em ở chồng em, chồng dạ, em chửi mẹ em là con bỉ mà. Chồng của Trâm này là nói lời qua tiếng lời nào? Nói chung là nói chửi những lời tục tiểu á. Rồi bởi vậy là chồng em là nói những cái lời nặng nề với mẹ em nên là mẹ em nói giận ha. Giận em đúng không? Cũng vì ảnh mà, nói chung là mẹ anh bồi bỏ liệu em luôn. Thì thôi nói chung là cái vấn đề này thì có thể là chút xíu gặp gỡ mẹ rồi trải bài mẹ nhau. Mẹ cứ mỗi lần nói tới là mẹ cứ rồi em cứ nghĩ nhiều lắm nè. Nói mẹ đừng có làm con mỗi mẹ. Thì trong lúc này em cũng đừng nên cảm xúc quá nha. Hãy lại gì cái mềm mỏng đó. Anh hơi sức khỏe nè, cố gắng lên nha. Thì vừa qua cũng như là nghe được những lời của em Trâm nói đối với chú chị, nếu mà hữu duyên thì có thể là giúp đỡ cho em Trâm một phần nào để mà cho em ấy có chi phí để mà đi sinh nở của chú chị ơi. Hiện nay thì em ấy hàng ngày đi sinh nó cũng rất là khó khăn luôn, thì mong hữu duyên với chú chị của mình ha. Thì mấy anh em cũng chúc em được nhiều sức khỏe nha Trâm. Sẽ hy vọng là sẽ gặp được những người tốt bụng giúp đỡ cho em ha. Em mong chúc mấy anh đỡ cho mẹ con em, nên mẹ tròn vuông em có tiền để buôn trải cho qua ngày.